Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022 của Chính phủ. Tháo gỡ vướng mắc gói hỗ trợ lãi suất 2% là nội dung của Tâm điểm Kinh tế ngày hôm nay. Gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31/2022 của Chính phủ có giá trị 40.000 tỷ đồng. Sau gần một năm, giải ngân mới đạt hơn 134 tỷ đồng, chưa tới 1% tổng nguồn lực. Trong khi đó, quý 1 năm 2023 có tới hơn 60.000 doanh nghiệp Việt Nam giải thể. Doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn, thiếu vốn là một trong những nguyên nhân quan trọng. Gói hỗ trợ lãi suất 2% được ví như phao cứu trợ giúp doanh nghiệp tăng thêm vốn lưu động. Thưa quý vị, Nghị định 31/2022 đã quy định điều kiện vay vốn đối với doanh nghiệp là không có dư nợ đang được cơ cấu, không có nợ xấu và có tài sản bảo đảm. Đây là nút thắt khiến hầu hết các doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được gói hỗ trợ. Giải pháp nào để gỡ vướng cho công tác giải ngân? Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách. Thưa ông, gói hỗ trợ lãi suất 2% mặc dù được đánh giá là chính sách mà ngành ngân hàng thực hiện đồng bộ và rất quyết liệt, nhưng mới giải ngân chưa tới 1%. Thưa ông, nguyên nhân cốt lõi là do đâu? Những cái thủ tục, những cái quy trình, đặc biệt là những cái thủ tục quy trình để mà thực thi hay là cái quy trình hậu kiểm của các cái gói chính sách của nhà nước nói chung, đặc biệt là những gói hỗ trợ lãi suất mà từ kinh nghiệm từ trong quá khứ, thì bản thân các ngân hàng người ta cũng cảm thấy rất là rườm rà, rất là khó khăn với các cái chi phí để thực hiện nó rất là cao. Và trong cái bối cảnh như thế thì thứ nhất là chúng ta đã thấy là cái việc mà các cái khách hàng là cũng khó khăn để mà đủ điều kiện tiếp cận. Và thứ hai, bản thân ngân hàng cũng không mặn mà gì. Vừa rồi thì Ngân hàng Nhà nước đã có công văn yêu cầu quyết liệt thực hiện gói lãi suất 2%, nhưng trên thực tế thì lại không sửa đổi Nghị định 31. Nếu như mà không hạ chuẩn cho vay và mở rộng tiêu chuẩn cho vay thì doanh nghiệp sẽ rất khó tiếp cận được gói lãi suất này. Theo ông thì giải pháp như thế nào để doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận hơn? Với hai cái việc là một là đơn hàng có thể quay trở lại, các cái doanh nghiệp có thể tiếp cận được các cái đơn hàng sản xuất kinh doanh và quay trở lại phục hồi sản xuất kinh doanh. Cái điều kiện thứ hai là những cái điểm nghẽn về tiếp cận, điều kiện để tiếp cận tín dụng từ cuối năm 2022 có thể sẽ được hóa giải phần nào từ những chính sách mới, từ những việc sửa những cái thông tư và những nghị định mới của Chính phủ, thì sẽ giúp hóa giải được ở phía đầu cầu, tức là từ phía các doanh nghiệp. Tôi rất kỳ vọng vào cái sự đồng hành và phối hợp cũng như giai đoạn vừa qua một cách quyết liệt của các cái cơ quan nhà nước, đặc biệt là của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước trong việc là giải tỏa những cái quan ngại, những cái nghi ngờ hoặc là những cái băn khoăn của các cái tổ chức tài chính tín dụng trong việc là tiếp cận và triển khai cái gói 2% lãi suất làm sao cho thuận lợi nhất, làm sao cho chi phí tuân thủ thấp nhất. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã tham gia chương trình của Truyền hình Nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận được với gói hỗ trợ lãi suất 2% là yêu cầu cấp thiết, giúp doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh. Chính sách hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31 của Chính phủ có hiệu lực đến cuối năm 2023. Với tốc độ giải ngân y ạch như hiện nay, cần có những quy định nới lỏng hơn hoặc gia hạn thêm thời gian thực hiện để chính sách đạt được hiệu quả như yêu cầu đặt ra của Quốc hội và Chính phủ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.